Thưa quý vị và các bạn, trên 100.000 lao động cần tuyển mới là con số thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024. Thực tế là khó khăn về tuyển dụng lao động không phải là mới diễn ra trong năm nay, song vấn đề đặt ra ở đây đó chính là việc các doanh nghiệp làm thế nào để giữ chân người lao động, sử dụng lao động bền vững. Vâng, đây chính là nội dung được Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đề cập tại hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động trong quý 1 năm 2024 diễn ra vào chiều qua. Phản ánh sau của phóng viên chương trình. Tại hội nghị, một số doanh nghiệp thông tin về khó khăn và nhu cầu tuyển dụng mới năm 2024 như Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải, Khu công nghiệp Đình Chám, Khu công nghiệp Quang Châu cần tuyển khoảng 27.000 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phu Khang Technology, Khu công nghiệp Quang Châu nhu cầu tuyển 3.100 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn New Queen Interconnect Technology Bắc Giang, Khu công nghiệp Vân Trung cần tuyển thêm khoảng 27.000 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lens Việt Nam cần tuyển 12.000 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe cần tuyển mới khoảng 47.000 lao động. Nhu cầu tuyển mới là vậy, khó khăn trong tuyển dụng lao động cũng rất nhiều. Song thực tế, một trong những giải pháp được đưa ra đó chính là việc làm sao để giữ chân người lao động, đảm bảo sử dụng lao động bền vững là vấn đề cần được quan tâm. Bởi qua thực tế theo dõi, nắm bắt nhiều năm nay, nhu cầu tuyển dụng lao động mới của các doanh nghiệp hàng năm thì lớn, song biến động về nguồn lao động mỗi năm lại không nhiều. Tôi quan tâm nhất hiện nay là cái tính bền vững. Bây giờ lao động đã tuyển được vào, thì các doanh nghiệp mà đang có nhu cầu rất lớn lao động này, bằng cái nào làm giữ được chân người lao động, cũng phải đánh giá xem, nghiên cứu xem tại sao lao động này lại bỏ việc. Hay là chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương thường xuyên nó có vấn đề gì không? Có hết hợp đồng, khi hết hợp đồng có ký kết hay không? Thì cái này cũng phải cân đối tính, phải xem. Cái đơn vị tuyển dụng ấy, hỗ trợ thì hiện nay thì đã thành lập cái hiệp hội tuyển cung ứng nhân lực rồi. Và bây giờ là cái hiệp hội này, ông sẽ có một cái cơ chế, cái điều tiết chung. Nếu mà người của đơn vị doanh nghiệp không trong hiệp hội, trong hiệp hội cung ứng vào thì cái đơn giá chi phí quản lý là bao nhiêu thì hiệp hội phải bàn, để có thể một doanh nghiệp ký nhưng nhiều doanh nghiệp cung ứng vào cũng vẫn được. Cái đấy là cái mà hiệp hội cũng phải bàn để tính. Cái thứ hai là để giữ cái đơn giá sao cho nó phù hợp, không cạnh tranh nhau, cái cạnh tranh không lành mạnh nữa. Thế cũng đề nghị các doanh nghiệp cũng phải xem lại, và kể cả xem cái độ tuổi. Nếu mà theo luật lao động thì độ tuổi lao động thì bây giờ cũng làm đến 62, nữ 60. Thế cho nên là nhiều doanh nghiệp thì trước đây thì kêu khó khăn trong cái tuyển lao động, mà chủ yếu là cái độ tuổi trước đây là có cái thời điểm khống chế là dưới 25 tuổi, rồi lới đến 30 tuổi và bây giờ lới đến 40 tuổi. Thì các doanh nghiệp cũng xem xét sử dụng lao động thì mình cũng phải có cái bài toán là giữ chân lao động. Đây cũng là một trong những giải pháp mà ngành lao động thương binh và xã hội sẽ tập trung xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn cũng sẽ đồng hành phối hợp với các doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đã kiến nghị đề xuất nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.